Rồi hello anh em ha. Hôm nay em về là một con Huayna 543 nha anh em. XP nha. Đề ít tuôn nha anh em. Con này là hàng bãi về anh em nhưng mà nó đẹp như là mấy thùng nha. Về là em thấy là nó chưa châm xăng châm nhớt luôn anh em. Nhật nó xài uổng quá anh em, nó xài đúng phí luôn. Con máy như vậy mà nó bỏ rồi nè. Nó xài chắc được đúng lần một. Cái bô nè, cái bô này nước gam anh em chứ không phải nước sơn luôn anh em. Nó đen mông con ốc bằng đồng vàng nghệ luôn anh em, bằng đồng nha. Mặt tiền nè, cái này lóc nhôm nha. Cái đời là đời Huayna hải anh em. Anh em cứ lên mạng anh em, anh em lên YouTube á. Anh em sạch ra chỉ đúng cái này anh em. Huayna này nha anh em. 543 XP nha. Anh em coi mấy thằng bên Mỹ với bên Nhật rồi nó họ cắt anh em. Giữ lắm phê anh em. Cắt cực kỳ phê nha. Con máy này đẹp như mấy thùng anh em. Tem mát nè. Còn nguyên hết nha anh em. Full chức năng nha. Con này là đây này là có bơm sân phụ nha anh em. Để em mở bên trong cho anh em coi mới đỉnh của đỉnh nha nè. Hai ốc làm nè. Đây này chạy khỏi vàng nha anh em, có bơm sân phụ luôn nha anh em. Cái núm bơm xăng như theo máy luôn nè. Đây nè anh em, cái chế nè anh em. Quanh bồ ra cái chế chập bá nện luôn anh em. Chế quanh bồ ra. Quanh bờ gồ là cái chế hãng chế mà tốt nhất của loại chế anh em. Cái nằm sáng chế anh em, cái bogey nè anh em. Đẳng cấp. Anh em muốn dùng hàng đẳng cấp thì alo em con này nha. Con này thì về được cái đầu máy thôi nha anh em. Về đúng cái đầu máy thôi, ba cái hàng mà như đẹp như mấy thùng là toàn về đúng cái đầu máy thôi, chứ không có về được mà gọi là luôn ngâm sên anh em. Bởi vì em lên trên nó một cái lam Tanaka anh em. Cái lam này lam zin lam Nhật nha, chứ không phải là lam Tàu anh em. Cái lam này năm tắc nha. Lam này lam bãi mà như mới luôn à, em lên lam đẳng cấp cho nó luôn anh em, nhưng mà của hãng Tanaka chứ không phải là của hãng Huayna anh em. Anh em nhìn cái lam là biết đẳng cấp rồi anh em. Rồi em sẽ test nổ anh em nghe tiếng máy nha. Con này giật trợ lực luôn anh em. 43cc nha. Đây cái dây giật anh em, nó trắng anh em. Dây giật nè. Gắn đi nè anh em. Con này mà xăng còn trong bình là nổ anti từ sáng đến chiều anh em. Tem Huayna nè. Đẳng cấp cho anh em. Tem dạ quang lên hết anh em. Nè mấy số này dạ quang lên hết không? Quá đẳng cấp. Anh em cứ search lên mạng đi, là con này bên bản giá mấy chục triệu không phải là ít đâu anh em. Con này em bán với giá là 4 triệu anh em. Anh em nào cần thì alo em ha, đi theo đường hàng bãi mới có giá này thôi nha. Chứ anh em mà xách tay con này về ít nhất về tới Việt Nam cũng là 30-40 triệu chứ không phải là ít đâu nha anh em. Rồi anh em nào cần thì alo em ha.